Đây, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Thì làm chết cái chúng tôi mỏi cả. Và mình trong một xong, nếu bạn nghe cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp.
Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Sẽ tiếp tục đi tôm mò nha các bạn. Hết con bà bị bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm mỏ nhé, tôm mỏ nhé. Đây là mình đã tôm mỏ xong nếu bạn nghe, nhau xin một năm là đi cây.